Sau đây là mẫu chuyện tiếp theo. Trị bệnh cho Đức Thầy. Đây là câu chuyện do Đức Bà kể tiếp. Thời gian kế tiếp, thân thầy bắt đầu bị bệnh, ngày càng trầm trọng thêm lên. Đức ông chạy chữa thuốc thang đủ cả, mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Đức Bà nhận thấy căn bệnh của thầy lạ thường quá, cứ trầm tư mặc tưởng, thân hình càng ngày càng tiều tụy. Bà lo ngại là mắc phải bệnh tà. Bà bèn đề nghị với ông thử tìm thầy bùa thầy pháp chữa trị coi như thế nào, chứ thuốc uống vào như uống nước lã thì biết làm sao đây. Đức ông nghe theo lời, chở thầy đi nhiều nơi, nhưng đến đâu thì các lương y cũng đều bó tay. Hơn nữa lúc này Đức ông bận việc làng nên thường vắng nhà. Bệnh tình của thầy càng ngày càng trầm trọng, đến 7 ngày không ăn uống chi cả. Bà thấy thế thì hết sức đau lòng, từ trong bước ra chỗ thầy nằm, nắm chân thầy lai dậy mà nói rằng: "Trong mình ra sao? Không ăn uống thì làm sao sống nổi?" Đức thầy ngồi dậy, hai tay căng ra nhìn bà rồi nói: "Bà cả, bà nhìn tôi có phải 3 đầu 6 tay không?" Đức bà nhìn thầy nghĩ là đã mê sảng rồi, bà khóc. Kế đó, người nhà chở Đức thầy đi nhiều nơi để điều trị. Dưới đây cũng cần nhắc lại một chuyện lạ thường ngoài sức tưởng tượng của con người, và khoa học cũng không thể chứng minh giải thích gì được. Nhưng chuyện này trên thực tế thì đã xảy ra trước mắt của nhiều người. Tại Mặc Dân có ông Sải Cả, người Miên. Ông này chuyên dùng bùa ngải để trị bệnh tà ma. Ông có nhiều pháp thuật. Đức ông cùng vài người nữa chở thầy đến đó. Sau khi nghe Đức ông trình bày bệnh tình của thầy, ông Sải Cả bước vào bên trong chánh điện của chùa. Sau một lúc, ông Sải Cả bưng ra một ly nước đỏ như nước rượu đến cho bệnh nhân uống. Đức thầy không chịu uống. Thấy thế, Đức ông rầy: "Bệnh tình như vậy mà thầy bảo uống thuốc lại không chịu uống thì làm sao hết bệnh?" Thấy Đức ông có vẻ phiền trách nên thầy vị tình bưng ly ngải bùa của ông Sải Cả để uống. Uống vừa xong ly nước thuốc, bỗng Đức thầy rùng mình, cả chùa chuyển động gần như muốn sập, làm cho tất cả các người chung quanh bỏ chạy ra ngoài. Đến khi Đức thầy không còn rùng mình nữa thì chùa cũng ngưng chuyển động. Trước chuyện lạ thường chưa từng có, ông Sải Cả người Miên khước từ chuyện chữa trị. Phần nhận xét. Đoạn này có một số người bảo là nên để ra ngoài những mẫu chuyện bên thầy, vì nó gần như chuyện khoa học diễn tưởng, tức không thể chứng minh bằng những phương pháp khoa học hiện đại. Nhưng xét thấy khoa học là con đẻ của Phật học, để hiểu người con thì chỉ có cha mới hiểu ngọn ngành. Còn con mà muốn hiểu rõ cha thì cần phải có thời gian lâu dài. Hơn thế nữa, chuyện xảy ra trước sự vô tư của những người hiện diện, xét thấy cũng nên ghi đúng lại để cùng nhau suy gẫm, chắc cũng không hề gì. Còn như cứ câu chấp đúng hay sai, mọi sự việc đều phải đòi hỏi chứng minh. Mà trước đây Đức Thế Tôn đã nói, ngoài thế giới này còn hằng hà sa số thế giới khác, và trước khi uống nước đều phải niệm kinh siêu độ cho sinh vật sống trong ly nước. Với Phật nhãn, Ngài đã nói lên sự thật. Nhưng vào thời Trung Cổ mà bảo phải chứng minh thì không cách nào. Rồi mãi hơn 2000 năm sau, với sự tiến bộ khoa học vượt bậc của con người thì không ai thắc mắc gì nữa.